Chào mừng quý vị và quý anh chị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, mỗi năm trôi qua là mỗi một hành trình mới sẽ được bắt đầu. Cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp được hay không. Thế nhưng hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là các chòm sao chiếu mệnh. Đúng vào ngày 18 tháng 10 âm lịch, những con giáp sau đây bị số phận thử thách bằng những khó khăn, gian nan, thách thức, hung tinh bủa vây, sự đen đủi sẽ bắt đầu đeo bám các con giáp này, khiến vận thế xuống tận đáy, không chỉ tiền bạc đội nón ra đi, mà vạn sự cũng đều bế tắc, thậm chí tán xa bại sản, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị và các bạn nghe đến đây cũng rất thắc mắc, đó là những con giáp nào? Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí đến quý vị và các bạn những con giáp vận khổ trong những ngày sắp tới. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một, tuổi Tuất. Bản mệnh có tỷ kiên nên công việc bấp bênh, thời gian này khó có được sự bình yên, ban ngày cố nở nụ cười tươi bao nhiêu, đêm về lại buồn bấy nhiêu. Đồng nghiệp cấp trên hay gây khó dễ, tranh giành nên đi làm Tuất rất áp lực. Là con giáp mang mệnh khổ lại thêm đường tình cảm lâm tương xung nên hay xảy ra bất đồng giữa hai vợ chồng, cha mẹ với con cái. Bạn càng tốt bụng thì người ta càng xem đó là lẽ đương nhiên, không trân trọng tình cảm của bạn. Trong sự nghiệp, có thể sự thiếu dứt khoát của tuổi Tuất trong những thời điểm quan trọng sẽ khiến những người xung quanh khó chịu. Quá nhiều nỗi lo lắng cùng trở ngại tinh thần khiến bạn trở nên vô cùng nhút nhát. Tình cảm của bản mệnh cũng có nhiều vướng mắc, quan hệ đôi lứa không đạt được mong muốn. Tuy nhiên, chông gai trong chuyện tình cảm là khó tránh khỏi, có thể sự xa cách hiện tại chỉ là tạm thời mà thôi, nếu hai bạn chịu thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau. Còn người độc thân không nên tiếp tục trốn tránh tình cảm của mọi người xung quanh và của chính mình nữa. Hãy cho phép bản thân được mở lòng với tình yêu và các mối quan hệ khác. Có như vậy thì hạnh phúc mới tìm đến bạn. Tài lộc chịu ảnh hưởng từ hai hành thủ tương hòa nên Tuất hãy bỏ qua những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt, không đáng vào hôm nay để tập trung kiếm tiền. Một khi có tiền thì không ai có thể xem thường bạn nữa. Và để hóa giải vận đen chiêu mời quý nhân may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Sửu. Chủ nhật là một ngày khá bận rộn và rắc rối với tuổi Sửu khi có kiếp tài chiếu mệnh. Nếu đi làm thì sẽ gặp tình trạng chia bè kéo cánh. Bạn không nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Không sao cả vì bạn vẫn có năng lực để đứng lên một mình. Mà tình cảm dễ gặp phiền phức vì lâm tương phá. Trong gia đình, họ hàng có lục đục nội bộ chưa thể giải quyết. Anh chị em trong nhà không thể hỗ trợ nhau. Lúc khó khăn toàn tự lực cánh sinh. Tuy nhiên tiền bạc lại khá ổn định nhờ hai hành thổ tương hòa, những lo lắng của bạn về nợ nần sẽ sớm tiêu tan và được thay thế bằng những cảm xúc tích cực bởi nhiều tin vui sẽ đến. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Mùi. Kiếp tài chiếu mệnh cảnh báo tuổi Mùi trong thời gian tới đây cẩn thận cấp dưới, bạn bè và đối tác làm ăn. Chỉ cần bạn càng nhẫn nhịn, hiền lành, dễ tính thì người ta sẽ càng được đà lấn lướt qua mặt bạn, nên cẩn thận. Vận tình cảm ổn định hơn trước nhờ hai hành thổ tương hòa. Mùi là con giáp đọc được suy nghĩ của người khác, luôn hướng tới sự bình yên nên không thích gây gổ, xung đột. Mọi người quý bạn ở cốt cách trong sáng, chơi bời thoải mái, không keo kiệt. Hãy cẩn thận với những người mới quen vì bạn sẽ chẳng biết rõ họ là ai. Do đó nên tránh để lộ rằng bạn đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản để phòng tránh việc đối phương nảy sinh lòng tham. Sự cứng nhắc, lười tìm hiểu những cơ hội đầu tư khiến bạn mãi chẳng phát triển được bản thân cũng như gia tăng tài sản của mình. Bạn nên tìm cách để học hỏi, gia tăng sự hiểu biết của mình nếu còn có ước mơ làm giàu. Ngoài ra, tháng này bạn cũng cần phải chú ý tiết kiệm tiền bạc vì nguồn thu không có dấu hiệu gia tăng nên tốt nhất bạn không lãng phí tiền bạc cho những thú vui nhất thời. Bản mệnh không phải để tâm quá nhiều tới tài chính vì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Tuy nhiên đôi khi phải kiềm chế vì có lúc vui vẻ quá đà lại ăn chơi thiếu kiểm soát.
Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Thìn. Tử vi của 12 con giáp cho biết, tuổi Thìn ngày cuối tuần lâm tỷ kiên thì làm việc khá cô độc, công việc trong tuần chưa xong nên cuối tuần phải ôm về nhà làm. Dù vất vả nhưng bạn vẫn không được thông cảm, lại dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp chơi xấu. Vẫn lâm tự hình nên tâm trạng khó chịu, buồn bực, không biết tâm sự cùng ai. Bạn cũng không nên nói chuyện quá thẳng thắn với những người thân thiết, hãy nghĩ một chút đến cảm nhận của người khác. Người tuổi Thìn là con giáp xui xẻo nhất trong ngày 18 tháng 10 âm lịch này bởi bạn gặp phải nhiều rắc rối trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bạn mệnh đứng nên vạch lá tìm sâu vì điều này chỉ mang lại cho bạn những thiệt thòi mà thôi. Khi hợp tác, hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và lợi ích cho cả hai, bạn sẽ tìm ra hướng thỏa thuận phù hợp. Bạn mệnh cũng nên sớm nhận ra những thiếu sót của bản thân để học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết, giúp hạn chế tối đa những sai lầm của mình. Khó khăn xuất hiện trong thời gian này là cần thiết để tuổi Thìn được rèn giũa khả năng của mình. Bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực, hãy là con giáp không ngại khó, bởi chỉ cần cố gắng hết sức mình thì dần dần bạn cũng sẽ vượt qua được thôi. Tuổi Thìn không có biến động như hai hành thổ tương hòa, bạn mới biết cách chi tiêu hợp lý, không tiêu hoang nên không thể rơi vào tình trạng cháy túi như bao người khác. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Dần. 5. Tuổi Dần. Bản mệnh gặp thiên quan dù nhanh nhẹ nhưng dễ bị nhầm lẫn và tranh đấu trong công việc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngày nghỉ đi làm muốn yên ổn nhưng thi thoảng dần cứ phải va vào tiểu nhân. Vì cục diện mộc khắc thổ nên nhiều vấn đề xảy ra trong gia đình, đòi hỏi con giáp này phải tập trung giải quyết. Bầu không khí tại nhà có thể khiến bạn thấy bức bối, yêu đương hơi khó chịu vì lời bàn tán của thiên hạ. Có nhiều khoản cần chi trong thời gian tới nên bạn khá chật vật, làm gì cũng phải cân đo đong đếm tiền bạc. Sức khỏe của bạn thời gian gần đây cũng không tốt nên tốn khá nhiều tiền để bổ dưỡng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Mão. Tử vi ngày cuối tuần của tuổi Mão được chính quan nâng bước đến thành công nhanh hơn. Ngày này người ta nghỉ thì bạn vẫn phải cày, công việc ập đến liên tục. Nhờ cần cù nên trời thương, những ai sắp thi cử, bầu cử, xin việc sẽ gặp may mắn. Tuy nhiên mà tình cảm kém may mắn do lâm tương hại, bạn dễ bị bạn bè phản bội, người thân trong họ hàng thì hại nhau vì quyền lợi. Con giáp này nên hiểu rằng dựa vào bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất, tin người quá vội cũng là cái tội. Mà tiền bạc cũng lận đận vì mộc khắc thổ, hôm nay hàng loạt đồ đạc hoặc vật dụng gia đình của bạn tự nhiên dở chứng, quay ra hỏng hóc khiến bạn phải tốn tiền sửa hoặc sắm đồ mới. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với mọi người về tử vi của những con giáp không được may mắn trong ngày 18 tháng 9 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi đóng góp hay thắc mắc của quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.